Tối nay ngày 18 tháng 12 mới chính thức khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022, nhưng không khí lễ hội đã tràn ngập khắp các nẻo đường tại thành phố Đà Lạt. Tại các không gian hoa như dọc đường Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, xung quanh Hồ Xuân Hương, trên mặt nước Hồ Xuân Hương, cánh đồng hoa Nguyễn Văn Cừ, hàng trăm nghìn chậu hoa đã được trang trí từ nhiều ngày trước để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách. Lượng hoa lớn được các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt và Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trang trí, trưng bày trên 500.000 chậu hoa với gần 100 chủng loại. Dịp này, các làng hoa đã đồng loạt mở cửa để đón du khách. Ghi nhận tại làng hoa Vạn Thành, lượng lớn du khách đã đến tham quan tại khu trang trại rau và hoa. Nhiều du khách tỏ vẻ thích thú khi lần đầu chứng kiến nhiều loại hoa khác nhau trong dịp lễ hội. Đây là lần đầu tiên mình đến để tham dự một cái lễ hội festival rất là lớn của thành phố. Và một điểm đặc biệt ở Đà Lạt mình thấy rằng đó là cái việc duy trì các làng hoa truyền thống. Thì thấy rằng là ngoài cái nét đẹp của hoa trong thơ ca, trong tranh, trong ảnh, thì mình thấy rằng cái nét đẹp của hoa nó gắn liền với đời sống thường ngày của người nông dân của thành phố. Thì mình thấy đây là một điều rất là đặc biệt và mình rất là thấy là thú vị khi mình đến với thành phố. Thấy rất là thích, tại vì ở đây có rất là nhiều loại hoa thì quê em lại không có. Em muốn vườn hoa của mình được duy trì được như thế này hoài để mọi người được đến tham quan. Ngoài ra, tại khu vực vườn hoa thành phố Đà Lạt cũng diễn ra triển lãm hoa cây cảnh. Có 196 đơn vị cá nhân tham gia với tổng cộng trên 4.000 tác phẩm về hoa, bonsai, cây cảnh, non bộ, tiểu cảnh. Trên 3.000 tác phẩm về hoa phong lan, địa lan và gần 250.000 chậu hoa, túi hoa được bố trí trong khuôn viên, nhằm mang lại những không gian đa sắc màu tới du khách khi đến với Đà Lạt những ngày cuối năm. Festival Hoa Đà Lạt sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.